Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui Sau đây là những nội dung chi tiết Dương Mịch bị nhân viên cũ bóc thái độ thật với con gái Lý do được chia tài sản khủng sau ly hôn Truyền thông Hoa Ngữ đưa tin Dương Mịch nhiều năm qua ít có thời gian gần gũi với con gái vì bận rộn công việc Dương Mịch chủ yếu làm việc ở Trung Quốc còn con gái sống cùng gia đình nội tại Hồng Kông, Lưu Đan, cha chồng của nữ diễn viên cách đây không lâu tiết lộ với truyền thông, Dương mịch hơn một năm qua chưa gặp con. Phát ngôn này khiến Hoa Đan Tam X bị dư luận chỉ trích là người mẹ vô trách nhiệm vì tham vọng sự nghiệp, bỏ quên con gái. Tuy nhiên, một nhân viên cũ của Dương Mịch mới đây đã lên tiếng minh oan cho cô. Theo người này, trái với mọi điều tiếng từ dư luận, Dương Mịch thực chất là người mẹ rất yêu thương con gái. Cô ấy luôn đặt con gái lên hàng đầu. Những ngày quay cuồng vì công việc, cô luôn dành thời gian video call trò chuyện cùng con cả hai mẹ con vừa lên kế hoạch đi du lịch và chưa tuyết vào thời gian tới. Không có chuyện cô ấy phủi bỏ trách nhiệm người mẹ, cựu nhân viên Dương Mịch kể. cùng theo người này, Dương Mịch rất chú trọng đến đời sống của con gái 7 tuổi vì bảo vệ sự riêng tư của cô bé. Cô tránh để lộ mặt và không đề cập đến con trên bất cứ cuộc phỏng vấn trên phương tiện truyền thông nào. Dương Mịch hoàn toàn có thể lấy con gái ra để bị ai cho cô ấy, để làm đẹp hình ảnh như bao nhiêu nữ diễn viên khác, nhưng cô ấy đã không cho phép mình làm vậy. Diện viên cung tạ Tâm Ngọc mong con có tuổi thơ bình yên, không bị quấy rầy vì cả bố lẫn mẹ đều là ngôi sao nổi tiếng. Sau ly hôn với Lưu Khải Uy, cô chủ động nhường quyền nuôi con cho phía nhà chồng cụ, nơi diễn viên để con gái lớn lên trong sự bạo bọc của hai bên gia đình, tránh phải chịu sự tổn thương vì chuyện của người lớn. Trong bài phỏng vấn cuối tháng 12 với tạp chí Harper's Bazaar, Dương Mịch cho biết trong 3 năm qua cô mở lòng, hy vọng tìm được đối tượng phù hợp. Tuy nhiên, lịch trình bận rộn nên đến hiện tại mọi thứ vẫn không tiến triển. Do đó, cô quyết định dành nhiều thời gian cho bản thân và gia đình. Trước câu hỏi liệu chị có trông đợi tình yêu sẽ đến sớm hơn với mình, mình tình cung tỏa tâm ngọc nói mình hiện không quá đặt nặng vấn đề này. Tình yêu nếu quá đắn đo, mãi miết tìm kiếm sẽ không còn cảm xúc nữa. Tôi muốn nó trôi theo dòng chạy như điều tất yếu. Hơn thế tình yêu không phải thứ quá quan trọng, nó chỉ là một phần trong trải nghiệm cuộc đời bạn thôi. Cô nói. Dương Mịch vốn kín tiếng đời tư, cô được nhận xét là người giữ gìn hình ảnh tốt bậc nhất trong số các sao nữ. Dù hợp tác với nhiều tài tử nhưng nữ diễn viên ít để xảy ra tin phim dạ tình thật. Thời gian qua, Dương Mịch bị nghi vấn đang hẹn hò với tài tử Ngụy Đại Huân. Xong cô từ chối phản hồi. Dương Mịch thời gian qua tập trung phát triển sự nghiệp với tần suất xuất hiện dày đặc trên truyền hình trong danh sách 10 ngôi sao nổi tiếng nhất Trung Quốc. Công bố hồi tháng 8, nữ diễn viên đứng ở vị trí thứ tư. Cô cũng là gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội với hơn 100 triệu người theo dõi. Cách đây không lâu đã đăng tải bài viết nói về những vấn đề xung quanh vụ ly hôn giữa Dương Mịch và Lưu Khải Huy cách đây mấy năm. Trong đó, hai vấn đề được chú ý đến nhiều nhất chính là việc phân chia tài sản và chuyện nuôi con gái tiểu gạo nếp. Dù ly hôn đã lâu nhưng những vấn đề liên quan giữa Dương Mịch và Lưu Khải Huy vẫn luôn là chủ đề được công chúng quan tâm. Theo truyền thông Hoa Ngữ, vào thời điểm ly hôn, Dương Mịch và Lưu Khải Uy đều đạt được sự đồng thuận từ hai bên. Cả hai không vướng vào bất kỳ tranh cãi nào. Liên quan tới việc phân chia khối tài sản chung, một nguồn tin tiết lộ rằng Dương Mịch được chia phần lớn khối tài sản chung đó. Về phần Lưu Khải Uy, nam tài tử chỉ được nhận về một con số rất nhỏ trong đó. Dù được phân phần rất ít, nhưng Lưu Khải Uy không hề phản đối. Nguyên nhân được cho là vì phần lớn khối tài sản này đều do Dương Mịch kiếm ra. Tuy không nhận được nhiều tài sản, nhưng Lưu Khải Uy lại có quyền nuôi con gái. Về phần Dương Mịch, dù cảm thấy có lỗi nhưng do quá bận rộn với công việc nên nữ diễn viên đã quyết định không tranh giành quyền nuôi con với Lưu Khải Uy. Dương Mịch chấp nhận để con gái lại Hồng Kông cho chồng cụ cùng ông bà nội nuôi nhưng kèm theo một điều kiện. Điều kiện mà Dương Mịch đưa ra cho Lưu Khải Uy là nam tài tử không được phép tài hôn cho tới khi con gái đủ trưởng thành. Nếu để điều đó xảy ra, Dương Mịch sẽ lập tức nhận lại quyền nuôi con gái. Nhiều người cho rằng cũng vì điều kiện này mà Dương Mịch không chịu công khai cùng tình trẻ Ngụy Đại Huân. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.